a spy and find romance. You could even win the Tour de France. Not very likely. But you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos dias, rayito del sol. Good morning, sunshine. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Cách dễ nhất để có tiếng nói, trả lời thống kê dân số 2020 2020census.gov. Hãy làm tròn bổn phận của chúng ta. Với mục tiêu là sức khỏe và sắc đẹp, Osco không ngừng cho ra đời những sản phẩm tuyệt vời nhất về chất lượng và giá thành. Loveskin.com 1-855-588-9900. Hepatic giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio trong chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay với Vũ Kiểm, Bích Loan và Tường Minh. Xin chào quý vị, chào hai anh chị. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tường Minh và xin kính chào quý khán thính giả của Việt TV Radio. Vũ Kiểm kính chào tái ngộ quý khán thính giả và đặc biệt chào quý khách hàng thân chủ của Cà phê sáng. Chào chị Bích Loan. Không dám nói là hai anh chị chào em Tường Minh. Thôi chào cô hàng cà phê. Bữa nay biết sợ. Lâu lâu, lâu lâu giỡn lần thôi. Anh Vũ Kiểm bây giờ biết sợ. Dạ. Chị Bích Loan, anh Vũ Kiểm như thế nào? Tình hình ra sao á? Tình hình ra sao? Đi lại càng cuồng cẳng phải không chị? Tại vì gia hạn tới 30 tháng 4 rồi. Không, tháng tình 4 hình đen thì, lại càng thì rất đen là hơn. Tình hình. Nhưng mà hôm nay mình có một cái tin này vui lắm. Okay. Muốn chia sẻ với Tường Minh, anh Vũ Kiểm cũng như quý khán thính giả của Việt TV Radio là Tường Minh là mọi người đều biết là rất là thích là đá. Okay. Và Lan biết rằng là Tường Minh mới vừa mua chiếc đá rất là bự luôn. Đá quý hả? Đá, dạ, diamond á anh. Okay. Rất bự, rất to và rất đẹp luôn. Thành ra muốn... đây là cái niềm vui, một cái đam mê của mình mà mình thực hiện được. Em muốn chia sẻ niềm vui với Tường Minh. Nữa. Đá xanh thì có. Sao mà speed lẹt hết trơn vậy? Đá xanh. Đá xanh hả? Không, đá thiệt mà. À sao? Chị nói gì chị bò lửng vậy? Vũ Kiểm chưa hiểu. Quay chừng là bảo toàn tính mạng. Vậy là không ai hiểu mình hết không rồi. Không ai hiểu. Anh chậm lắm. Từ từ thôi. Đúng là cối xì tiêu rồi. Nhưng mà Tường Minh thì có hiểu không nè? Không hiểu luôn. Trời ơi, sao Tường Minh bữa nay mà cũng không hiểu không nữa. Không hiểu thì lấy gì anh Vũ Kiểm mới hiểu được. Trời ơi. Bây giờ để nói thêm vài tin nữa nha. Lan mới trúng số độc đắc nè. Không rất... tin. Oh, Apple Fool. Đó, vậy mà nãy giờ. Okay. Tin giật gân, tin hảo, tin cá tháng tư, ok. Ok. Chứ còn tôi hơi lo. Tại vì chị nói tin diễu cá tháng tư mà chị giống như là sincerely quá, giống như thật. Mà vậy? Tôi liếc, tôi nhìn 10 ngón tay, cái gì? Cái gì còn cái hộp é ở đây thôi, làm gì có. Bàn tay 5 ngón em vẫn... không có kêu sao, hôm nay tí nào vẫn như cũ à. Em chỉ cái hộp é thôi à. Tôi sợ là nghe cả làng thế nào, nghe thấy vậy ra là... Bắt công có cướp. Đi cướp à, mà thấy bàn tay 5 ngón không có hộp nào hết. Thời buổi này ghê lắm, dạ nhiều khi nó tới nó cướp mà không có, nó quýnh mình thiệt luôn á. Đúng. Tại vì năm nay, bữa nay là ngày April Fool ra thôi, mình tính có một cái chút xíu nào đó cho nó bớt căng thẳng vì cái tình hình dịch bệnh á. Ok. Cá cắn câu gì rồi đó. Mình nói qua một chút ha, cho nó đợi, cho nó đỡ đỡ buồn, đỡ lo. Thì xen trong đó thì mình cũng có lẩn lẩn được chút xíu cái corona một chút. Em nói để cho chị nó nghe. Up đấy. Em nói cho chị nghe, bây giờ là em quên ngày, quên tháng rồi. Mỗi sáng ra em không có nhìn ngày, nhìn tháng nữa. Mà em chỉ có nhìn cái con số là nước Mỹ là bao nhiêu ca nhiễm rồi, Texas bao nhiêu ca nhiễm rồi. À, thế giới bao nhiêu ca nhiễm rồi, bao nhiêu người chết rồi. Bây giờ cái đó là cái em quan tâm. Còn bây giờ thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy, nhiều khi mình cũng không biết nữa. Giờ tất cả những cái chuyện bên lề đều là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ hết. Em mở mắt thức dậy là chuyện đầu tiên em mở phone lên, em vô website em coi coi là thế giới bây giờ bao nhiêu ca rồi, bao nhiêu người chết rồi, nước Mỹ như thế nào rồi, New York như thế nào rồi. Cái chuyện đó là cái chuyện mở mắt ra em làm đó chị. Vậy thì bây giờ làm sao đây? Dạ. Trái đất vẫn còn quay.
Chúng ta vẫn ăn và vẫn thở, làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi, mà làm chi cũng chẳng làm chi, dẫu có bề gì thì cũng chẳng làm sao. Tớ của cụ Phan Khôi chẳng làm sao, chúng ta cứ hy vọng vậy thôi, khi nào có làm sao thì sẽ làm sao. Bây giờ thì chưa làm sao nhưng mà sẽ làm sao. Chúng tôi thấy có anh Nguyên Dũng hỏi ở nhà Chung Thủy, xin chào anh Diệu Kiểm, hai chị xinh đẹp, một ngày vui vẻ. Cảm hội ơn ở anh. Nhà Chung Thủy. Hội ở nhà Chung Thủy hả? Tức là anh ở nhà một cách gượng ép hả? Chung Thủy mà gượng ép gì? Chị Lan, hôm nay chị Lan muốn nói gì đây? Thì cũng xoay quanh về cái April Fool đó. Thì mình cũng do research một chút xíu. Thì tại sao mình suy nghĩ là tại sao có cái ngày này? Tại sao mà người ta lại chọn cái ngày 1 tháng 4 làm cái ngày cá tháng 4, là cái ngày người ta có thể nói hết tất cả những cái chuyện mà điên rồ, những chuyện này, chuyện kia, chuyện xạo, đồ, đủ thứ chuyện trên đời hết. Thì do research thì nó có nhiều cái thông tin lắm, nhưng mà trong đó có một cái thông tin Lan cảm thấy là nó hơi có vẻ phù hợp chút xíu, là vì người ta nói ở Pháp vào cái thế kỷ cũng lâu lắm rồi, khi mà người ta chuyển đổi cái lịch từ lịch cũ sang cái lịch mới thì theo cái lịch cũ á, thì cái ngày New Year là ngày 25 tháng 3, nhưng mà cái ngày 25 tháng 3 lại trúng là nhằm cái ngày Holy Week, nên người ta mới đổi từ cái ngày 25 tháng 3 sang cái ngày 1 tháng 4. Và khi mà đổi lịch rồi á, thì cái ngày New Year lại là trúng là ngày 1 tháng 1. Vì vậy nên người ta vẫn lừa nhau bằng cách là tới cái ngày 1 tháng 4 thì người ta mời nhau tới nhà để mà ăn tiệc đầu năm, ăn tiệc năm mới. Một cách người ta lừa nhau cho vui vậy. Thật sự là khi đổi lịch rồi thì nó sẽ là ngày 1 tháng 1. Vì vậy nên từ đó cái ngày 1 tháng 4 người ta bắt đầu nói những cái chuyện mà không có đúng sự thật. Rồi từ đó người ta khuếch đại lên nhiều nữa. Nhưng mà mình muốn nói đây á, là đúng là cái ngày April Fool là cái ngày nói tùm lum tới lơi, nhưng mà trong thực tế đó, thì có nhiều người nói những cái chuyện rất là những cái trò đùa rất là tai ác, rất là tai hại, làm cho cái người mà nhận được cái tin đó xảy ra những cái tình trạng dở khóc dở cười. Vì vậy mình nghĩ rằng là chỉ muốn đề cập rằng là khi mà đã gọi là trò đùa thì nói chung cũng phải cân nhắc cho nó chỉ là vui thôi và vô hại, chứ đừng có cái trò đùa mà có những cái tai hại quá, thì như vậy nó cũng tội nghiệp cái người bị đùa. Hồi nãy mà chị vô mà chị mở đầu chị nói Loan mới đọc tin, mới pop up lên tin có thuốc chữa corona. Không, thì cái đó người ta update tin dữ lắm, là nói đó người ta không tin. Thì là hấp dẫn hơn là chuyện mà Tường Minh mới mua cục đá bự bự. Chả ai quan tâm Tường Minh có cục đá bự, cục đá nhỏ hết. Nhưng mà cái đó anh Vũ Kiểm anh tin đó, anh Vũ Kiểm anh tin anh, đó. Anh không có tin mà anh không hiểu. Cái vấn đề là anh không hiểu chứ không phải là anh tin hay là không tin. Tại vì bây giờ những cái vấn đề nào mà đề cập tới corona nó nhạy cảm lắm, nên nếu mà mình nói những cái chuyện đó thì đúng là cái đó là không được. Đừng nghe nói lời. Nói cái đó người ta sẽ mừng hụt, không được, không được Tường Minh ơi. Đúng, đừng nghe lời. Lan đã vô cái chủ đề của Lan là đừng nên nói những cái quá lố mà Tường Minh còn xúi dại luôn. Không nên nghe lời cô hàng cà phê xúi dại. Nhưng mà tôi loan cái tin này là không phải tin cá tháng 4, tôi chỉ muốn lặp lại thôi. Là ngày hôm nay ngày 1 tháng 4 là ngày kiểm kê dân số. Và cơ quan dân số có quảng cáo cho bồn đài. Chúng tôi có cái nhiệm vụ là nhắc nhở quý vị kiểm kê dân số. Không có cá tháng 4 tí nào hết. Kiểm kê dân số và hả Vinashop bảo trợ sâm đen cho anh cũng phải có nhiệm vụ uống sâm đen. Rồi xem coi là sau khi một thời gian chuột bạch Vũ Kiểm uống tôi sâm đen. Tôi tiếc thiệt đó, cái này tôi ấm ức từ khi mà tôi nhận được cách đây 2 tuần phải không? Uống mà chưa có dịp để mà thử coi nó work như thế nào. Tại vì cách ly. Thiệt tình thế không? Tôi chỉ ước gì cho nó hết lệnh cách ly. Trời đang ơi. Mong là tới ngày 3 tháng 4 hết để còn có thể ôm vợ ôm con, đại khái hôn nhau chụt chụt. Besame mucho rồi, bây giờ cách ly tới ngày 30 tháng 4 cũng không biết nó quốc sao hết. Thành tự ra mà nghe đồn dữ lắm. Cái chuyện ở trong gia đình với nhau, vợ với chồng, nghe hôm qua trong cái chương trình cảnh sát cũng vậy nữa. Nói bây giờ tôi, ông chồng tôi, ông đi làm, tôi muốn cắt tóc cho ổng, làm sao đứng xa ổng 6 feet được. Thì đó. Làm mấy cảnh sát cũng phải cười luôn. Rồi Tường Minh thấy nó rất là lạ lùng. Bây giờ vợ chồng với nhau, bây giờ chẳng lẽ tối có ngủ chung giường không? No. anh kỹ thuật trả lời liền. No là tại sao? Vô lý thiệt. Không, bí mật phòng the không ai dám tiết lộ hết. Nhưng mà chỉ nói là đúng. Từ ngày có lệnh cách ly tới giờ sợ chính phủ phạt.
Nó vắn tắt là vậy thôi chứ không có nói thêm thành, được. Thành ra tới nỗi mà ông cảnh sát trưởng mà ông ngồi ông trả lời mà ông còn phải cười nữa. Thiệt chuyện cô lý ông nói cái chuyện mà cái xác suất một người trong nhà bị nhiễm bệnh là những người trong nhà là nhiễm bệnh là rất là cao. Còn vợ với chồng mà cách ly 6 phía thì em cũng chẳng hiểu nổi nữa. Vậy là tụi mình không có cách ly. Thì bởi. Không được. Không được. Không được. Không nhận nay April Fool nhưng mà tụi mình nói thiệt. Cái đó thì không biết. Nghĩ thiệt hay là nghĩ không thiệt gì thì cái chuyện đó là chuyện của quý vị. Không phải là chuyện của tụi mình. Mình nói biểu người ta muốn nghĩ sao nghĩ. Mình nói như vậy đó, còn quý vị nghĩ là nói thiệt hay là nói chơi thì quý vị, cái đó tùy quý vị. Nhân anh Vũ Kiểm có đề cập với mọi người về cái làm cái kiểm kê dân số gì giống như anh nói đó. Thì Loan đã vô trên online và Loan làm rồi thì cũng khuyến khích mọi người rất là nhanh, không đầy 5 phút vô update có vài cái information, tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và cái địa chỉ của mình, confirm có chút xíu thôi, rất là nhanh. Nên quý vị cứ vô làm đi, Loan làm rồi. Loan nói rất là tự tin, Loan làm rồi. Anh Vũ Kiểm làm chưa? Làm bổ phận rồi. Dạ. Tự nhiên tôi là người mà cách ly chưa làm. Không, cái đó computer giống như hàng ngày như vậy làm rồi. Dạ. Đã nhận được nhanh, cái thư tay và đã loan tin là lúc mà trước khi mà nó bùng phát mạnh như cái tình hình hiện tại thì cũng đã có một số những cái trở ngại, tại vì nhân viên sợ là một. Và sau đó lại bị khuyến khích và yêu cầu hoặc là bắt buộc stay home, work safe. Cho nên bây giờ họ nói rằng bây giờ cái website họ cập nhật làm cho nó lẹ và quý vị làm từ nhà. Dạ vâng. Trước khi vào cà phê sáng, chắc mình cập nhật một chút xíu về cái coronavirus. Chắc là trong Chào Bình Minh thì cũng có rồi. Hiện ở Hoa Kỳ thì là có 189.633 case bị nhiễm. Riêng ở New York là 76.049, là một cái tiểu bang đứng đầu của nước Mỹ. Texas bây giờ đã gần đến 4.000 ca nhiễm, trong đó thì có 58 người đã thiệt mạng vì cái con Vũ Hán virus. Không có chê, tại vì giọng của cô là giọng Nam Kỳ cho nên phát âm cho nó từ từ. Nói lẹ quá có thể bị nghe sai. Dạ. Thì chị Lan, chị muốn nói về nói xạo hả? What? Thì nói xạo trong ngày cá tháng 4. Thì hôm nay là ngày April Fool mà, nhưng mà có điều mình chỉ lưu ý là nói xạo gì nói cho nó cũng đừng vô hại. Nhớ đừng có... Nói xạo rồi đừng còn, có làm. Đùa một cách có chừng mực. Dạ, và đừng gây những cái sự ngộ nhận và hiểu lầm. Và em đưa tới cái những cái sự coi như là hệ lụy đáng tiếc. Em bị cái này, em thấy đùa có duyên lắm. Không biết là quý vị đùa trong cái ngày các nói nghe thử như thế nào. Em đi vô em làm cái computer của em á, có cái con chuột, xong rồi em em cứ mua cái con chuột hoài mà nó không có work, tức quá làm kiểu nào cũng không work. Dở lên xong cái dở lên phía dưới này nè, có cái chữ happy April first. Dán cái sensor lại rồi, lấy gì nữa đâu nó vớt. Chơi ác như vậy đó. Không, cái đó đâu có ác. Cái đó thì cũng không đến nỗi. Cái đó cũng acceptable. Không đến nỗi. Dạ, nhưng mà cũng có nhiều người nghĩ ra những cái trò rất là vui như vậy. Sáng vô cứ mở cái computer hoài không có được. Không biết là cái gì, cứ quay tới quay lui hoài cái con chuột mà nó không có vớt. Có những trò đùa ghê lắm. Thí dụ như là cái này có thật luôn. Người ta tự nhiên một cái người đó, người bạn báo cho người thân mình là gia đình của họ có một người bị cái này bị cái kia, và làm cho người đó rất là lo lắng sợ hãi và gây ra rất là nhiều cái tổn hại về tinh thần. Thành ra cái đó là Loan thấy rất là ác, không nên. Và có nhiều người họ đùa, nhưng họ chỉ nghĩ ồ tôi đùa thôi mà, nhưng mà thật sự là làm cho cái người bị đùa đó một phen hú vía và cũng không nên. Cuối cùng thì sao? Thì cuối cùng thì vỡ ra, nhưng mà thì dĩ nhiên kiếm cái thằng đã xử nó một trận chứ giờ sao vậy? Nó làm mình hết hồn. Nhưng mà thường thường thì bạn bè thì mới dám đùa với nhau như vậy, nhưng mà cũng không nên. Dạ. Dạ vâng. Chúng tôi không biết là ngày hôm nay thì quý vị như thế nào. Vẫn là một cái chương trình cà phê sáng thường lệ, mở ra để cho quý vị cảm thấy có những cái phút thư giãn vui vẻ trong cái ngày hôm nay. Nhưng mà không biết là quý vị có giống như Tường Minh không, quên hẳn luôn, không có lòng dạ nào, không có lòng dạ nào để nhớ coi cái ngày hôm nay là đùa hay không đùa hết. Quý vị có đùa trong ngày hôm nay chưa? Sáng giờ có câu được con cá bự nào chưa?
có nhớ để mà câu hay không là cái chuyện nữa. Dạ, hoặc là mình thấy là sáng nay thì có rất là nhiều người đó, cũng như là chưa mở chương trình lên đã có anh nói là hội ở nhà Chung Thủy xin chào đó. Thì mình ở nhà là cũng trên một tuần rồi ha, một tuần rồi. Đúng một tuần rồi. Đối với một số những cái ngành nghề thì một tuần bắt buộc. Còn có những người thì họ ở nhà 3 tuần rồi. Bắt đầu là rục rịch là cho work from home thì họ ở nhà 3 tuần rồi. Thì có nhiều người đó tù túng quá. Mình có rất là nhiều người than ở nhà giữ con, bây giờ là bây giờ tính luôn 2 tuần work from home là bây giờ 3 tuần rồi. Tù túng quá, em còn được đi ra đường, em còn được thế này thế kia. Thí dụ như là người ta cũng phân biệt đối với những người còn được đi làm. Nó có thực sự là nó tù túng khi mà mình ở nhà lâu như vậy không? Mình không có bị tù túng nên không biết. Mình không có. Tùy nhưng theo phải cái, những người nào ở nhà người ta mới thấy được cái đó. Cái cách nhìn của mỗi người. Nếu mà đối với tôi, những ai mà cho là tù túng đó thì tôi không hiểu. Bởi rất thành thật. Có cạc lấn lãnh quẩn trong nhà, không có đi đâu hết thì cảm thấy nó giống như là bị giam lỏng vậy đó. Nếu mà suy nghĩ cái quan niệm như vậy đó, thử đặt mình ở trong cái tình trạng chiến tranh ở Việt Nam. Không ai cấm hết đó. Có ai dám ra đường để lãnh bom bay đạn lạc không? Cho nên ở đây sung sướng quá trở thành ra là cái thói quen. Tôi đồng ý và thông cảm với là những người ok. Không có đi ra làm được, không có cái nguồn lợi tức hàng tuần, hàng tháng như là bình thường. Mặc dù biết là chính phủ sẽ trợ cấp có những cái gói kích thích đó, nhưng mà cái thủ tục của nó lâu. Cái chuyện thấm thía không nói, trước mắt thực tế, how long tôi phải chờ để tôi nhận được cái check đầu tiên. Thì cái đó là cái điều mà làm cho mình suy nghĩ ở nhà có thể cảm thấy là hơi bị áy náy. Chứ còn tù túng mà cái kiểu như cô hàng cà phê nó cuồng chân cuồng cẳng, thả lỏng cho cô đi chơi, cái chân cô đi giống như là nói là đẻ cái chân ra trước là cái chân đi. Nó quen rồi mà không đi ở nhà bị tù túng. Cái đó nó là cái chuyện cá tháng tư. Không, đối với tôi chịu trách nhiệm cái điều tôi comment. Cái đó thì mình phản đối anh Vũ Kiểm. Cái chuyện để cho người ta được đi ra ngoài, người ta được đi giao tiếp xã hội, người ta được đi sinh hoạt hội đoàn này, hội đoàn kia. Cái đó là nhu cầu có thật của mỗi con người của chúng ta. Có những người họ sống khép kín, họ ở nhà giống như anh Vũ Kiểm vậy đó. Cà phê không đi, đi rủ, đi tụ họp bạn bè không đi, mình không kể. Nhưng mà đối với những người mà họ có những cái sinh hoạt bên ngoài, họ rất là giao tiếp xã hội rộng rãi, họ đi làm mỗi ngày. Bây giờ ở trong nhà quanh quẩn với bốn bức tường, thì cái sự tù túng đó, mình sẽ là người thông cảm bắt buộc là trong cái thời gian này đương nhiên họ không có đi ra ngoài. Nhưng mà cái cảm giác tù túng là cái cảm giác thật có. Chứ đâu phải là bệnh hoạn hay là chiến tranh thì đem vô đó thì áp dụng thì ai không? Không nói là không có cảm giác thật, nhưng mà ta thì thán về điều đó là cái điều là cái không quyền, cái quyền của họ, cái quyền yes. của họ, họ nói lên cái cảm xúc dĩ của họ nhiên. Chứ không phải là ta thán cái quyền họ nói rồi, lên cái cảm xúc tiền của họ là như vậy giữa hai người đã có mâu thuẫn rồi đó. Lát nữa quý vị gọi vô coi ai là cái người nói có lý hơn. Chúng tôi đang nói về cái chuyện là khi mà người ta nói ra những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của người ta đó thì rất là dễ những người khác họ phản đối, gọi giống như anh Vũ Kiểm ném đá hay là gì? Chỉ trích. Chỉ trích. Tôi không có đủ sức để cầm đá để cái ném rất nhiều người. Ví dụ đơn giản là thí dụ như một người họ ở trong nhà 3 tuần rồi, họ than, họ nói chứ em được đi làm, em được thế nọ thế kia, anh ở nhà 3 tuần rồi anh tù túng chân tay. Nếu như mà người ta nói là ra cái cảm xúc như đó, ta vẫn ở nhà, ta vẫn theo luật lệ. Nhưng mà cái chuyện mà người ta mở miệng ra mà ta than một cái là bị cái người đối phương là chiến tranh này kia cái nọ, cũng phải ở nhà này, mới có ở nhà có mấy bữa thôi mà than rồi. Đúng. Thì là không được quyền than đó. Thì quý vị nghĩ tôi không nói không được quyền than, nhưng mà than ngay lúc này nghe nó chuế lắm. Tôi không nói không được quyền than nha. Nói lại cho rõ. Đây đó. Tôi chỉ nhưng trích những người than trong người, cái giai người, đoạn này. Người ta than thì bị chỉ trích. Đúng. Như là bố ai dám than. Ủa? Không, không. Quý vị than có quyền. Anh dập sớm. Có quyền chọn lựa của quý vị. Tôi lãnh nhận ý kiến. Và thì bây giờ mời quý vị gọi vào góp ý. Quý vị nghĩ như thế nào về vấn đề này? Thí dụ như một người nào đó họ post lên, họ nói lên tôi ở nhà lâu cũng thấy buồn hay là thế nào thế kia. Thì
cả rất là đông người nhảy vô la nói là bây giờ đưa ra đủ những thứ lý do dập người ta mà không có sự cảm thông. Đúng rồi, ở nhà 3-4 tuần nay cũng buồn thiệt. Cái phần mà để mà cảm thông như vậy đó hình như thời buổi này nó hơi hiếm. Nhưng mà cũng tùy theo từng Minh. Lan là người ở chính giữa, khi mà nghe ý kiến của anh Vũ Kiểm với từng Minh á, thì Lan cảm thấy như thế này, mình phải vì một cái lớn hơn. Tại vì cái kia nó ghê quá đi, thành ra bây giờ phải ở nhà, cái đó là vì một cái mục đích lớn. Thì họ vẫn ở nhà cơ mà. Nhưng mà chính vì vậy mình nên nghĩ đến những người, người ta vẫn phải đi làm để mà duy trì cái sinh hoạt, cái cuộc sống xã hội. Thì như vậy mình đừng có nên mà mình ở nhà để vì cho một cái mục đích lớn hơn là tránh này kia, lây lan với người cho đi làm gia nữa. Đình. Yeah. Vì vậy khi mà ở nhà vì một cái mục đích quá lớn đó để bảo vệ, protect cho gia đình, cho người thân, cho những người xung quanh mình, thì cấm Long nghĩ không phải cấm. Không phải cấm, nhưng mà khi nói một điều gì đó thì mình cũng nên giữ lại chút xíu. Chứ còn mình nói ra một cách gọi là trời ơi tôi ở nhà tôi khổ quá, tôi tù túng quá, tôi này để quá thì cũng có hơi là mình không thông cảm. Mình muốn người ta thông cảm như mình, nhưng khi mình nói điều đó có vẻ như là mình chưa thông cảm với những người. Người ta phải vẫn đi làm để duy trì cho cái cuộc sống sinh hoạt xã hội. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560, đọc lại số điện thoại 713-931-1560. Anh Hai Sài Gòn nói là không được than. Một là ở nhà chứ không phải ở tù. Hai là ở nhà vẫn có thức ăn. Thứ ba, vẫn được nhà nước hỗ trợ. Thứ tư, bảo vệ được cho mình và mọi người. Nếu cho ra ngoài làm việc thì sẽ không được những điều trên. Thì chọn cái nào? Ở nhà đi làm vẫn được hỗ trợ đó, vẫn có đồ ăn đó. Yeah. Chứ không phải là đi làm là chọn một trong hai, ở nhà mới được những thứ này. Thành thử ra cũng phải bàn thảo một chút xíu về cái ý kiến của anh Hai Sài Gòn. Dạ, chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin dạ, chào. Xin chào. Xin lỗi, Bá Trương. Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ. Xin lỗi, tôi tên Thanh. Dạ. Tôi chào cậu Hai Sáng, chào ba của hai cô với anh Bưu Kiển. Dạ. Tôi có ý kiến gì giờ giúp đỡ giùm mấy cô chắc cả trên đài hiểu nhiều hơn tôi là trên năm nay trên 70 rồi. Dạ, rồi chắc có gì cô mấy cô với chú di chuyển mình sớm dẫn chỉ dẫn thôi. Mình tôi có một đứa cháu á, nó trên 20 tuổi rồi, tôi nghe nó lệnh chính phủ cấm không cho đi đâu hết á. Tôi đi trả tiền điện về thấy nó đi chơi về rồi tôi hỏi nó đi đâu, nó đi mua thuốc, nó đi mua thuốc rồi không biết đi đâu với ai, đi với bạn trai nó mới đi lâu mới về tôi không biết nữa. Tôi về chiều tôi thấy nó, cái đó xin hỏi mấy cô chú đồ giúp đỡ tôi có trách nhiệm gì làm sao không, cô có ảnh hưởng với tôi không? Không, bác ơi, cái này nó vượt ngoài cái tầm tay khả năng và cái thẩm quyền của chúng tôi. Cho nên đề nghị nếu mà như vậy thì bác tìm tới một cái chỗ nào khác để mà cần cái sự trợ giúp. Mấy cô chú có biết số điện thoại chỗ nào tìm chỉ dùm tôi ghi tôi hỏi người ta. Bây giờ chú muốn hỏi như thế nào, nghĩa là cô bé đó cổ đi mua thuốc nhưng mà làm sao chú biết được là cổ đi với bạn trai hay là gì, cổ đi đâu thì chú đâu biết. Đi với bạn trai đó rồi hỏi chị bây giờ tôi hỏi nó đi mua thuốc thôi. Bây giờ cảnh sát hỏi si nói si mua đi mua thuốc thì cũng chịu. Nó về nhà mà tôi thấy nó nè. Tôi về mà tôi thấy nó ở nhà nó đi mua thuốc. Thứ nhất là cái điều mà bác trình bày cũng chưa có được rõ lắm. Mua thuốc gì? Mua thuốc Tây hay là mua thuốc để mà của giới thanh niên để mà nghiện ngập? Hỏi gì tôi? Dạ. Có anh đúng thêm nó đi ra ngoài có ảnh hưởng như tôi không? Không, nếu mà cá nhân đó, con của bác như vậy hoặc là cháu bao nhiêu tuổi? Trên 20 tuổi rồi. Ok, không sao, không có dính dáng gì. Bác nói là đã thành niên rồi. Ok, bây giờ đã hiểu được cái câu hỏi của bác rồi. Ok, không sao. Cháu đi, nếu mà cháu bị vi phạm lệnh cấm á, thì cháu chịu trách nhiệm hoàn toàn, không có bị trách nhiệm liên đới. Ok bác.
Dạ. Lấy cái chuyện bệnh hoạn này cho người ta rồi vô nhà lấy trong nhà nó sao đó cho anh. Trong cái lệnh nó họ không cấm, không muốn nói tới cái điều đó. Bác lo đúng nhưng mà họ không nói tới những cái quy định đó. Dạ vâng. Vậy thì bác đừng có đứng gần và 6 feet. Xa 6 feet bác. Xa 6 feet. Dạ. Bác rất là lo lắng bởi vì bác cũng lớn tuổi rồi thì con cháu ở trong nhà khi mà có người lớn tuổi ở trong nhà đó thì cũng bớt cho người ta phải lo lắng nhiều. Rất là tội nghiệp trong cái hoàn cảnh này thì những người lớn đã hay lo rồi mà con cháu tung tăng quá, đi ra ngoài thấy có vẻ xông pha quá thì các cụ rất là lo. Thì nếu mà mình có ông bà cha mẹ ở nhà thì mình cũng phải hy sinh chút đỉnh. Đi chợ đi búa đi mua này kia nọ thì cũng gom gom lại đi một lần thôi, chứ ngày nào cũng tung ra đường thì các cụ lo lắm là cũng phải. Rất là thông cảm với chú trong cái vấn đề này nhé. Và thôi thì giáo dục vẫn là cái điều trên hết, chứ mình cũng không biết phải nói làm sao hơn. Thưa chú, chúng tôi mời một thính giả tiếp theo ạ. Dạ xin chào. Mời quý vị lên tiếng 6283. Dạ. Chào chị Tường Minh, chào chị Bích Loan, chào anh Vũ Kiểm. Chào tôi sáng, chào Phương ở đêm về, chị Tường Minh khỏe không? Dạ thưa khỏe, chú Phương hả? À hả, ở đêm về đây trời ơi. Hôm nay là tuần thứ ba, sáng nào cũng coi ghiền quá mà không dám lên comment, không dám lên để hỏi. Bữa nay mới nghe ra cái đề tài là như vậy thiệt, ở nhà một mình buồn lắm chị Từ Minh ơi. Đi vô, đi ra, đi ra, đi vô, không biết làm gì. Đó ngay anh Kiệm nói thì cũng đúng, nhưng mà nó cũng có một cái nỗi buồn lắm. Mình đi ra ngoài thì lại khổ cho người ta, mà rồi không biết người ta ai bị hay không bị thì dính vô mình. Rồi mình về thì lại khổ cho gia đình mình. Đúng rồi. Thì thôi kệ, chịu chịu nhốt không mà đi vô đi ra, chứ còn không biết làm gì hơn. Đồ ăn đồ uống thì đầy đủ giống như chị Bích Lo nói vậy. Dạ. Giờ tuyệt không biết sao mà tới chờ khi nào nữa. Đây mới có tuần thứ ba thôi mà thấy mệt mỏi quá. Đó. Thì có nhiều người cũng than giống như là chị vậy đó. Nhưng mà mới mở miệng ra cái là bị dập tưng bừng, là mới than tôi ở nhà buồn quá, đi ra đi vô không biết làm gì, cái là bị anh Vũ Kiểm anh sơi tới bến luôn. Nếu là cô nếu là cô hàng cà phê đúng chứ không phải là không đâu chị Bích Loan, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì anh chị nói cũng đúng chứ không phải là không. Tuy là mình bị ấy, ví dụ như mà có người thứ hai hay thứ ba con cái rồi thì mình tâm sự lúc mình ấy thì nó cũng an ủi, cũng đỡ buồn đi. Bây giờ chỉ có mình với cái tivi à, nói với ai đây? Đây đây đây, gọi cho cà phê sáng. Đó bởi vậy hôm nay là ba tuần lễ, sáng nào là cũng nghe chị Tường Minh mà anh Vũ Kiệm mà chú gì đó mà rồi không dám vô comment, hay quá đi mà không dám, mình không có đủ ý kiến. Không ý kiến chị vậy là hay rồi. Dạ, dạ. Thôi chị cũng chia sẻ gì cũng đỡ cho chị rồi đó. Cũng dạ, cũng đỡ buồn ha, cứ buồn thì gọi vô cà phê sáng nói chuyện. Dạ. Chúc anh chị cà phê sáng vui vẻ nha, làm nhiều cái hay hay nữa để đón câu tiếp. Rồi, rồi, dạ. Sẽ anh chị có sức để giúp cho quý vị có một chút cái niềm vui vào buổi sáng sớm để cho mình cũng bớt đi những cái căng thẳng lo âu phía bên ngoài nhé. Mời một thính giả tiếp theo ạ. Dạ, xin chào. Dạ tắt giùm mình cái radio hoặc cái tivi nhé, để không có bị phiền cho thính giả khác ạ. Rồi, được chưa? 0180 mời lên tiếng ạ. Chúng tôi thấy có anh Ryan Đặng nói là theo em thấy thì Census 2020 bây giờ không đúng lúc vì dịch Covid đang làm số lượng người chết tăng lên và có thể làm cho người ta đau buồn. Cũng như là chị Long Nguyễn, người tên là Long Nguyễn thì nói là ở nhà thì nhiều việc lắm, làm hoài không hết anh chị ơi. Chỉ buồn là làm việc nhiều hơn bình thường nhưng không có lương. Cái đó chắc cũng là nỗi đau của nhiều người á. Cũng như là Nancy Trần thì chào các cô chú, xin hỏi con đã Census online và nhận được code number và nhận by mail Census code 2. Vậy có cần send back hay con hay không? Cảm ơn. Vậy thì phải hỏi trong chương trình Census, anh Vũ Kiểm biết vụ này không?
Dạ. Sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Câu hỏi là sao? Không đọc lại đâu. Ông Lâm có nói biết lẹ đó. Quá. Dạ. Cái này dạ nếu mà mình đã vô online mình làm một lần rồi mình submit rồi vậy là coi như là done rồi. Dạ. Không thì chị Loan nãy đã nói rồi trong vòng 5 phút thôi. Dạ. Không có cần send back hay là không mình cần. Dạ vô online tại vì mỗi người khi họ gửi cái giấy về nó sẽ có cái ID number. Mình chỉ cần bỏ cái ID number đó vô và mình làm trả lời những cái question trong đó xong rồi mình submit là coi như là done. Xong khỏi cần gửi cái giấy trở lại. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ. Mời một khán giả trên đường dây. Hello. Dạ xin chào. Dạ tôi là Cindy ở South Carolina. Wow, dạ xin chào. Dạ tôi có ý kiến, tôi các cô kiến khỏe không? Dạ rất là khỏe, cô thế nào? Dạ cảm ơn cô, tôi xin có ý kiến mình thắt cổ bé miệng, mình chỉ có ý kiến chút xíu thôi, theo cô chú có nên mình nói ra trong phiên sáng hay không? Thì mình nghe nói rằng là Trung Quốc nó sắp viện trợ cho mình nào là máy thở với khẩu trang. Tôi xin nói các cô như thế này nè. Trời ơi, nước ngon, lo nước nó đi. Tôi nói thiệt chứ cô hả? Trung Quốc cái này nó ở dơ lắm á, tôi nói thật. Tại sao mình nhận mấy cái đó mình không nghĩ nó lấy lại những cái cũ nó để nó viện trợ cho mình. Nó nói thiệt chứ cô, cái gì Trung Quốc không có thể không làm được hết chính tôi nè. Tôi bên Việt Nam tôi biết nè. Nó bán một cái tiệm nó, cô biết không, nó bán hủ tiếu mì. Thì cô biết rằng là cháu tôi nó làm trong đó đó, thì nó cho mình một cái khăn để khăn lạnh để cho mình lau miệng lau tay. Thì tôi ngồi chín rồi thì cháu tôi làm đó, tôi hay đến đó tôi ăn lắm, thì tôi thấy cái người đó vừa vô ăn cái là xé cái khăn ra, cô có biết không, hỉ mũi khà cái trong cái khăn rồi lau cổ cái khăn đen thui luôn. Tôi nghĩ người này chắc họ đi đâu họ làm cái gì tay chân đang thui bỏ cái khăn xuống đó rồi xong cái họ ăn rồi những cái khăn đó cháu thì nó thối lội cho tôi biết mà tôi gớm luôn đấy. Cô biết những cái khăn đó nó không có được giặt, nó giặt đâu tàu mà nó đem nó giặt tay, cô biết không, giặt tay xong cái nó đem nó phơi ở đằng sau á bao nhiêu giải khăn luôn, rồi cái nó đóng gói nó để là khăn sạch đã có vệ sinh rồi. Cái cô biết bỏ trong thùng nước đá, mỗi lần cái khách tới đem khăn tới lấy 5.000 bên Việt Nam đó. Cái thì chứ cô mà bởi vì sinh ra, tôi xin nói cô có ý kiến như thế này, mình thấp cổ xa đề, xa đề, xa đề chút rồi, xa đề chút rồi, cô hơi xa quá rồi. Chia sẻ với cô về cái chuyện mà vệ sinh mấy cái khăn lạnh bên Việt Nam thì ghi nhận. Nhưng mà bây giờ cô phải ở nhà thì cô có thấy buồn không? Dạ buồn lắm cô, mà trời cô biết tôi làm neo mà. Giờ nghỉ ở nhà, trời ơi, thì làm chuyện nhà không thì đã không có tiền rồi. Thì mình cũng buồn, chủ tiệm cũng nghỉ, mình cũng nghỉ. Nói chung là sao Playna này cũng đóng cửa hết rồi cô. Mà cô buồn mà cô than ra cái cô bị cái người kia nói chứ buồn cái gì mà buồn. Hồi thời chiến tranh nó còn khổ hơn thế này nữa. Không có được buồn thì cô nghĩ sao? Dạ nhưng đúng, nhưng mà cô biết sao không? Bây giờ mình buồn chung là luôn cả gia đình Việt Nam luôn. Tôi cũng còn đại gia đình ở Việt Nam, rồi mình ở bên này có hai vợ chồng với một cháu thôi, lại lo hai bên, cô biết không, mình thì mình thương lắm. Nói chung mình thương chung cả nhân loại của mình, hơi cầu nguyện ngày nào tôi cũng cầu nguyện nguyện trời Phật phù hộ cho nó stop lại cái bệnh COVID-19 này cho dân chúng mình đỡ khổ đó cô. Ngày nào tôi cũng xin cầu nguyện. Cảm ơn cô. Tôi bày tỏ với cô là những thứ đó. Ví dụ như Trung Quốc nó viện trợ mình mà sao ông Trung mình sao lại chấp nhận những cái chuyện đó, sao cô không nghĩ. Trở lại cái nỗi ấm ức của cô nữa rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Cái vấn đề là trong cái chương trình này mình muốn nói là cái nhu cầu mà họ bày tỏ cái cảm xúc, họ có buồn, họ có vui, họ ở nhà, họ tù túng, họ cảm thấy khó chịu, họ nói ra thì là bị những người dư luận giống như là anh Vũ Kiểm đó chỉ trích mà không có cái sự thông cảm. Hay là vậy thì nên than hay là thôi cứ để trong lòng, người ta cũng có cái nhu cầu xả ra giống như là cô vừa rồi. Thì mời quý vị gọi vào cho biết ý kiến. Trong tình hình coronavirus hiện tại thì có nhiều người cũng phải ở nhà và có nhiều người cũng than thở rằng là cuồng tay cuồng chân không được đi ra ngoài. Thì khi mà người ta than thở như vậy thì vướng phải rất là nhiều những cái người khác chỉ trích rằng thế này thế kia, đủ thứ những cái lý do. Nên tụi mình muốn đưa ra cái chủ đề này là khi mà những người mà họ nói lên cái cảm xúc, họ phải ở nhà, họ buồn, họ thế này thế kia,
thì bị chỉ trích như vậy thì có nên hay là không nên chỉ trích những người đó, hay là mình cũng cảm thông qua, cảm thông lại, cảm thông với những người phải đi làm đối phó, và cũng cảm thông luôn đối với những người ở trong nhà lâu như vậy. Có anh Quốc Nguyễn nói là than phiền hay chỉ trích cũng chỉ là cách để mà muốn bày tỏ cảm xúc hay ý kiến của mình thôi. Mọi người đều có quyền và có nhu cầu bày tỏ. Khi mà họ than phiền là lúc họ muốn có ai đó đồng cảm với họ và muốn ai đó chia sẻ cảm xúc của họ thôi. Nếu chỉ trích họ thì cũng nên chỉ trích một cách nhẹ nhàng hơn thôi, nhẹ nhàng thôi nhé. Hãy thông cảm với họ vì họ là những người ít giấu được cảm xúc. Chúng tôi mà thì dễ họ bè, nhu cầu than, dễ bị vỡ. Có nhu cầu than. Có những người họ có nhu cầu than. Nhu cầu chia sẻ với mọi người. Nhu cầu than là gì? Nhu cầu bán than. Tưởng là nhu cầu than có dê. Than thở. Em thích than thở. Em gặp là em phải than, em mệt là em phải than. Thì bây giờ tập cho hết than được không? Tôi không chỉ trích mà giờ đã tập cái thói quen đó được không? Chừng nào em bán, em hết bán than là em đi bán muối. Thì lúc đó là em đội cái vương miện của coronavirus. Thành thử ra là nếu được mà rồi. Em không được, em còn than là em còn tốt. Dạ, dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây. Dạ, dạ, xin chào. À. Dạ, đúng rồi. Dạ, xin chào cà phê sáng. Dạ. Tôi tên là Thành. Dạ. Dạ quý đại, mình trên 60 tuổi mình có gọi là già không ạ? À? Chưa già, 60 tuổi vẫn... Chưa già hả? Chưa già, dạ, 63 tuổi. Già, dạ. Dạ. Dạ, nó có gọi là trung niên nữa. Dạ. Trung niên là từ 50 già. Dạ. Vậy mà tôi, người ta kêu khuyên là người già trên 60 tuổi ở nhà, dạ không? Vậy mà tôi trên 60 tuổi mà tôi còn được cấp giấy ra đường nữa đó cô. Được cấp giấy ra đường luôn. Thật là vinh hạnh cho cô. Được cấp giấy đi đường. Dạ, còn những người á, được ở nhà mà cứ than thở. Ở đây tôi là người coi như 63 tuổi là già đi. Tôi còn phải đi chăm sóc người già nữa chứ. Nghĩa là mình, cái niềm vui của mình là mình không, người ta đi thi qua đạo, người ta cần, người ta được, người ta muốn được độ dương niệm phải không? Còn đây mình không được độ dương niệm của corona là mình mừng rồi, dạ đúng không? Là mình phải vui chứ. Được ở nhà là phải vui đúng không? Dạ. Dạ ở nhà là phải vui là một điều may mắn nhất trong trong tất cả các mọi người, đúng không? Dạ. Mình ở đây là người ta đó, chính phủ đã khuyến khích mình nên ở nhà. Mình đi làm cả đời rồi, mấy chục năm rồi, bây giờ mình ở nhà có mười mấy con cho tháng đi là coi như mình nghĩ ra cái sình đi, mình nghĩ ra dưỡng khỏe đi, là mình người được là hạnh diện nhất, mình may mắn nhất, sung sướng may mắn lắm rồi đúng không? Dạ. Dạ nhưng mà chỉ sợ có một điều á, dạ mai mốt rồi ở nhà quen rồi kêu đi làm chẳng chịu đi mới chết hết chứ. Dạ đây nè, và chính phủ người ta cấm, người ta khuyến khích mình nên ở nhà. Mà thí dụ chính phủ mà thả lỏng ra cho mình đi tùm lum hết cái là chỉ trích chính phủ đó, tại sao ổng cấm nghiêm ngặt để cho người ta đi ngoài đường đầy hết để lây lan, mà trong khi người ta cho mình ở nhà mà đưa tiền đó. Cái chữ mà chị nói cô nói là cô nhấn mạnh cái chữ được tiền nữa mà cái giọng dễ thương. Tôi trên 60 mấy tuổi đây là ông chồng tôi cũng 60 mấy tuổi mà giờ vẫn còn được cấp giấy đi làm, là cái hãng ổng không bị đóng cửa. Dạ. Yeah. À, vậy là một niềm vui và một niềm may mắn. Có còn việc vậy. Làm, có tiền thì nó cứ vui. Người ta ở nhà, yeah, đã vừa ở nhà tù túng chân tay rồi còn không có tiền nữa, người ta than là phải. Đâu có, ở nhà được chính phủ cho tiền là còn gì. Thế vào đâu, dạ, 1.200 cả. Cái đó là chỉ gọi là có còn hơn không, có còn hơn không thôi đó, dạ. Đó, có còn hơn không. nhưng mà vẫn không đói, chính phủ cũng không bỏ mình đói. Đói. Yeah. Chơi, vui chơi, mình cũng vui chơi cả mấy chục năm rồi, cả đời rồi, ở nhà. Cả đời. Trời ơi, tôi cũng mong được ở nhà đây rồi, còn không được. Cái gì mà người ta không có là người ta thích. Cái người đi làm thì đòi ở nhà, mà ở nhà mới có 2-3 ngày thì ha cuồng chân cuồng cẳng thôi, muốn đi làm.
cái gì mà người ta không được người ta thích cô ơi. Dạ dạ, người ta có mấy người đó, mấy người người ta hơi ấy thôi. Ấy thôi rồi dạ. Cảm ơn dạ. Cảm ơn cô, đi làm vui vẻ nha. Dạ, cẩn thận. Dạ. Dạ, không chứ tôi nói một câu nữa là. Câu nữa. Nhàn cư duy bất thiện. Người ta nói nhàn cư duy bất thiện đúng không? Khỏi này nhàn cư duy sinh thiện. Cô dạ. Nói nhàn cư duy nhàn sinh thiện. Sinh thiện. Dạ, sinh thiện. Dạ, cái đó là cái sự thật. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng có loan tin của đài truyền hình KSOU, đài số 2 đó. Anh Cơ có loan cái tin đó. Ở nhà... đúng là bị rảnh quá không, cuồng cẳng nói theo cái cách mà cô hàng cà phê và nhiều người đồng ý, tức là cảm thấy khó chịu, gây ra cái tình trạng là domestic violence, tức là có những cái chuyện cãi vã và thậm chí đưa tới vấn đề đánh nhau trong gia đình giữa hai vợ chồng cọ cọ. Nhưng mà ai là người nổi nóng trước, ai là người nóng máu trước? Đàn bà. Xin thưa, bản tin nó rõ như vậy chứ không phải tôi chỉ trích phụ nữ nha. Chỉ có một trường hợp đó thôi. Một trường hợp đâu có đại diện cho tất cả. Sao mà quy vô, quy vô. Một trường hợp đó đại diện cho tất cả. Một trường hợp không có thành tin được. Đúng rồi. Nè. Phải thống kê à. Số liệu thống kê phải trên đa số. Chỉ có một case thôi mà. Chỉ có một quy chụp cho đàn bà. Vô lý. Mean với đàn bà. So you so mean. Thì mời thính giả kế tiếp. Thính giả tiếp theo. Xin chào ạ. Xin chào. 2141. Dạ, dạ thưa tôi đây. Dạ. Xin kính chào ba quý vị ở trên cà phê sáng. Tôi là người đầu tiên, lần đầu tiên tôi đến quý vị. Dạ cô. Xin thưa với quý vị như thế này. Tôi thì thật sự tôi cũng cao tuổi lắm rồi. Tôi vì tuân thủ cái lệnh của địa phương. Mà tôi ở nhà bữa nay cũng một tháng rồi. Wow. Tôi thì cũng hay đi làm việc xã hội lắm. Nhưng mà quý vị đưa ra cái đề tài là ở nhà vui hay buồn, có tù túng hay không. Thì xin thưa với quý vị như thế này. Trong cơn dịch này đó, chưa biết là mình ngủ đêm tới sáng mình có còn hay không. Thành ra do đó mà theo ý, thiện ý của bà già, tôi trên 80 tuổi rồi, thì tôi thấy rằng một ngày mình còn được sống với gia đình là một điều hạnh phúc. Do đó mà tôi rất là quý trọng, tôi rất là vui vẻ mình chấp nhận cái số phận của mình, cái điều kiện hoàn cảnh của mình. Nhưng thực ra mỗi người á, nó có một cái quan niệm khác nhau. Người thì thích sống ở nhà với gia đình, với chồng, vợ, con cái. Người thì thích ra ngoài xã hội, lăn xả vào xã hội để làm việc. Nhưng tôi có đọc, không có thấy một ở chỗ nào đó có nói rằng giữa cái buồn ở gia đình, bị hạn chế trong gia đình, và giữa cái nhiễm bệnh, đi ra ngoài nhiễm bệnh mà chết, giữa hai cái đó thì mình nên chọn cái nào? Chọn ở nhà chắc chắn, chọn ở nhà chắc chắn, nhưng mà ở nhà mà vẫn bệt thang. Dạ. Dạ. Thì vậy mới bị người ta cho. Vậy mới nói. Dạ thì chắc chắn là người ta ở nhà rồi. Dạ. Tại vì ở nhà mới thang đó. Cô Minh nói đúng, nhưng mà xin thưa với quý vị là như thế này nè. Quý vị làm truyền thông, quý vị hướng dẫn chương trình, quý vị hướng dẫn dư luận. Và quý vị là cái người phổ biến những cái tin tức cần thiết thay mặt cho chính quyền, thì yêu cầu quý vị làm gương cho chúng tôi, những người ở nhà không có đi ra ngoài được, theo dõi quý vị từng lời nói, từng cử chỉ ở trên TV. Thành ra do đó ở đây tôi muốn yêu cầu quý vị là nên nói những cái điều gì mà làm cho chúng tôi, những người nhìn theo cái gương của quý vị, nhìn theo những cái, nghe theo những cái lời nói của quý vị, để cho chúng tôi tìm thấy một cái lối sống tốt đẹp khi mà chúng tôi bị ở nhà. Dạ rồi, cảm ơn cô.
À, thật ra thì mình cũng không cũng là con người với nhau thôi, làm truyền thông hay là làm cái nghề khác gì thì cũng không dám làm gương cho ai. Trên cái dư luận của xã hội thì nó có nhiều cái vấn đề. Mình trong cái chương trình Cà Phê Sáng đặc biệt đó là không có hướng dẫn dư luận, mà chúng tôi chỉ đưa ra để mổ xẻ những cái khía cạnh trong xã hội, rồi quý vị tự nhận thấy ở đâu là một cái điều mà chúng ta cảm thấy đúng đắn và chúng ta theo. Thì để giải nghĩa cho cô một chút xíu như vậy. Chúng tôi thì cũng không phải là gọi là chuẩn mực hay là nói câu nào ra câu đó. Chuẩn mực để mà làm cái gương rồi mọi người nhìn từng cử chỉ, những hành động của chúng tôi để mà theo đó, thì cái đó này cô nói hơi quá. Chương trình Cà Phê Sáng đặc biệt nữa thì nó sẽ có nhiều cái luồng dư luận khác nhau và mỗi người đại diện cho một cái dư luận để mà chúng ta đưa ra để mổ xẻ vào. Quý vị tự nhận ra đâu là cái chân lý để quý vị theo nhé. Trong khi anh Bương Vinh, anh Bương, anh Buồn Vĩnh, Bương Vĩnh, không có dấu, không biết. Không nên chỉ trích vì đó là tâm sinh lý của con người, không chia sẻ thì đừng phê phán, phải có tinh thần bao dung với đồng loại. tôi biết nói thẳng tới tôi xin đóng lĩnh nhận, lĩnh hội ý kiến, nhưng mà làm con người ai cũng vậy. Đó là chính kiến của quý vị. Tôi có chính kiến của tôi. Khi mà nói là không nên, tôi Vũ Kiểm không nên làm điều này, Vũ Kiểm không nên làm điều kia, thì chính quý vị đã là cái người không nên làm cái điều đó. Yes. You should. Yeah. No. Chính kiến là chính kiến. Cái vấn đề cá nhân không thành vấn đề. Dạ. Tôm Tép thì nói là xin chào quý vị, tôi ở nhà thì không buồn, nhưng mà buồn nhất là mấy người hàng xóm tối ngày anh bên phải thì anh còn nợ em, anh còn nợ em. Cái đó cũng là cái giải trí. Yeah. Chị bên trái thì sao? Trả lại cho em, trả lại cho em. Bà trước cửa thì trả hết cho người, trả hết cho người. Hỏi ảnh coi ảnh muốn trả cái gì. Cái đó là ông cái... sau nhà thì trả lại trăng sau. Ý ông ấy suối là giật nợ. Ôi chao là khổ. Xin quý vị cho tôi ý kiến phải làm sao đây. Dạ, lấy bông gòn nút lỗ tai lại chứ làm sao. Chuyện đơn giản. Hay là mình mở nhạc. Không, anh có thể dĩ đọc trị đọc. À, mở nhạc to mở hơn. Gọi là tiếng hát ác tiếng bơm. nha anh Tôm Tép. Dạ, chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây. Chào anh chị Vinh Đại. Dạ, xin chào anh Hưng. Dạ, vợ chồng đó là có ba dạng. Vợ chồng son, vợ chồng chảo, vợ chồng nồi. Nên vợ chồng son từ 20 tuổi trở lên, còn vợ chồng nồi từ 40 tuổi, vợ chồng chảo 60 tuổi trở lên là chảo như nhão rồi. Còn cái thang buồn á, ai mà có buồn, có hoàn cảnh mà độc thân quá cô đơn á, còn sức khỏe thì gọi tôi giúp cho. Anh giúp gì anh? Dạ, thời gian ngày cách ly thì anh muốn giúp gì? Bao ăn, đâu có, mình đâu cách ly, mình bao ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, đi qua đi lại ngày vài cây số, vừa exercise luôn. Ừ. Anh ở đâu vậy? Hồi nãy có cái chị ở Denver chứ than buồn quá trời kìa. Anh ở đâu? Hôm nay thấy mấy chú trẻ trẻ hay là thanh niên á, khỏe khỏe thì ok. Em Hưng làm nghề cắt cỏ, cho nên ngày nào cũng đi mấy cây số ngoài đường đó, cho nên ngoài sân nhà người ta, nên không có phải stress gì đó. Còn cái chuyện ai có buồn khác thì cái đó tâm trạng để trong lòng thôi, nói ra cũng chẳng ai giúp được mình hết. Nói ra còn bị chửi nữa. Đúng rồi, sao không giúp được gì mình hết. Nói ra người ta không có thông cảm, không giúp được, mà còn nhiều khi còn bị chỉ trích. Chuyện tức nữa công. Chỉ nói vậy thôi. Dạ. Không, tức là anh Hưng hả? Anh Hưng. Anh làm dịch vụ đó hả anh? Có thiệt hay là anh nói chuyện cả tháng 4? Em làm cắt cỏ anh. Không không, mà anh nói là ai mà buồn chán gì tới anh bao ăn uống gì đó à, là thiệt hay là anh nói chuyện đùa cá tháng tư? Em đi vòng vòng ngoài, em làm nghề của em đâu có đụng chạm ai đâu, bởi em mỗi hỏi cảnh sát á, có ảnh hưởng gì ra đường không, cảnh sát nói không, tại là mình không có ai hết. Nếu mà làm sao anh lo xuể? Bây giờ nhiều người mà giống như cái tâm trạng giống như là cô hàng cà phê Tường Minh cuồng cẳng đó mà muốn liên lạc với anh, làm sao anh lo cho xuể? Chuyện nó cũng có giới hạn thôi. Không được tụ tập 10 người, đúng chưa? Anh lo trong sức của anh thôi. Không lẽ anh bảo anh chở một tá phụ nữ như cô Tường Minh để quăng sau chiếc xe truck mà có cái trailer đó chạy nhông nhông ở ngoài đường cho đỡ buồn hả? Không có người thân kìa.
Có người thân kìa, còn có người thân anh không tính. Dạ. Ok rồi. Rồi, cảm ơn anh Hưng. Rồi, cảm ơn anh chị. Dạ. Dạ, dạ, dạ. À, top fan của chúng ta Châu Thị Minh Lê nói là con người phàm mà đâu phải thần thánh. À, còn Hạ Trắng thì nói là bạn muốn tại gia với vợ già hay trong bệnh viện với cô na hay ra nghĩa địa dâm người tiễn với chiếc ảnh treo trên vách nhà. Thì đó là câu trả lời cho những người cuồng cặn phải không? Dạ. Hạ Trắng. À, Thanh Trần nhắn với lại anh Vũ Kiểm nè. Thanh Trần nhắn là đụng đến đàn bà là chết nha anh Vũ Kiểm. Trên thế giới bao nhiêu bằng chứng mà anh không hiểu. Đàn bà là niềm đau của nhân loại nha anh. Tôi vẫn luôn biết khăng khăng điều đó và ghi khăng khăng điều đó ở trong lòng. Không ai dám nói là biết được cái thế giới vô cùng mờ ảo và huyền ảo của đàn bà phụ nữ hết cả. Tôi đồng ý. Dạ vâng, xin chào Luyến Vũ cũng như là xin chào Nga Hoàng và mời một thính giả trên đường dây. Dạ cô nè. Dạ đúng rồi cô. Dạ, xin lỗi cho chà. Tôi nghe cái chương trình sáng là tôi cũng có nghe vui lắm, cũng có những cái vui, cái buồn. Nhưng mà theo mình bây giờ, mình tuân theo cái lệnh mà được ở trong nhà, mình cũng cố gắng. Cái vấn đề những người trẻ già như chúng tôi thì không có gì buồn, nhưng mà phải thông cảm cho những người ở trong nhà, họ cũng có cái nỗi buồn. Còn những người đi ra ngoài, mình phải thấy họ là một cái người rất là hy sinh. Giống như là y tá, bác sĩ đó. Họ phải hy sinh cái cuộc sống của họ, họ phục vụ, giúp đỡ cho nhân loại. Thời đến giờ bác sĩ, y tá tôi thấy rất là tội giúp đó. Mình cũng phải hài hòa thông cảm cho mọi người, nhất là các cháu trẻ đó, nó quen chưa quen cảnh nó đi rồi, bây giờ bỏ nhà thì nó tụt đó. Nhưng mà đó là một cái chuyện mình ở nhà để bảo vệ an ninh cho mình, cho tất cả mọi người. Mong sao cho cái dịch này nó qua đi, chứ mình thấy giống như cái loài người sắp sửa tận thế. Theo cái tuổi già như tôi thấy rất là lo. Cô có ý kiến rất là tình cảm, nghĩa là nó có cái sự cảm thông qua lại đôi bên. Đúng rồi. Người già thì cảm thông cho người trẻ là bị cuồng chân cuồng cẳng khi mà ở nhà, người trẻ thì cũng cảm thông cho nên người hiểu già cho những người với là những người phải đi ra ngoài, những người già họ ở nhà thì quen rồi, chuyện đi ra là ở nhà thì không vấn đề, nhưng mà họ rất là lo khi mà thấy mấy người trẻ cứ đi ra ngoài rồi rồi tung tăng như vậy, thì họ sợ, họ rất là sợ đem bệnh về rồi lây lan, thành ra cứ cảm thông qua cảm thông lại thì cuộc sống nó cảm thấy nó dễ dàng hơn. Chào đứa con hoang đàn ở nhà uống espresso và karaoke. Có một người bạn của tụi mình nói là buồn quá làm sao mà karaoke nổi. Mình nói chứ buồn quá không có chuyện gì làm, đi ra đi vô, đi vô đi ra thì mở karaoke lên hát đi. Kêu là buồn lắm không hát karaoke nổi luôn. Thế thì nếu mà buồn lắm hát karaoke không nổi, đi ra khỏi nhà để làm gì? Ai có thể trả lời không cho tôi câu hỏi không đó? Không ra được, không được ra. Thì nếu vậy thì cuồng cẳng, thế thì than làm gì? Hả? Than để cho nó giải tỏa được một chút xíu nào đó trong lòng. Cái chuyện người ta có nhu cầu, người ta nói, người ta có nhu cầu chia sẻ cảm xúc của chuyện càng bình thường. Càng than càng làm cho người ở cùng với cô bị mệt. Lại nhại tối ngày như vậy, cái vấn đề nó đã là như vậy rồi, có than cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà làm cho người lòng. Khác nhẹ lòng cô nhưng mà nặng lòng cái ông chồng của cô thì chia bớt rau nhau ra. Đó là câu trả lời rất ngắn gọn và trả lời nhẹ chung lòng cho những người không ưa tôi và nói tôi chỉ trích. Không, tôi làm chương trình rất là công bình. Chia qua chia lại cùng nhau gánh cho nó vui, với em gánh một mình em nặng lòng em không. Lắm anh. No. Chị cũng phải gánh phụ chứ. Tóm tắt lại thông cảm lẫn nhau. Thành ra ví dụ như người có than thì người ta cũng buồn thật, nhẹ nhàng với người ta một chút anh Vũ Kiểm ơi. Dạ. Nhưng mà như người than thì cũng nghĩ tới những người đang phải đứng ở tuyến đầu thì cũng khổ lắm, bất thân lại một chút. Là như vậy thôi. Đến đây thì hết giờ. Đến đây thì hết giờ. Chúng tôi còn rất là nhiều quý khán giả đang gọi vào chương trình nhưng mà rất tiếc là không có tiếp chuyện với quý vị được nữa. Xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có những giây phút vui vẻ cùng với cà phê sáng. Chúc quý vị một ngày thật là bình an và nhiều sức khỏe cũng như là tinh thần luôn luôn mạnh mẽ. Good morning, sunshine.
Cách dễ nhất để có tiếng nói, trả lời thống kê dân số 2020 2020census.gov. Hãy làm tròn bổn phận của chúng ta. Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-5888.